kênh YouTube của mấy anh em trên màn hình cho quý anh chị thấy là ba hoàng tử nha. Anh Lê Minh nè, anh Linh Tý và anh Hồ Tô Hy Lê. Thì sáng nay thì gặp ba anh thì em cũng muốn đãi lâu quá tại chia sẻ đến cô chú anh chị mình hỏi thông tin lại. Đầu tiên thì cho em hỏi anh Minh trước nha. Giờ mình hỏi khách thì hỏi anh Minh ơi, ngày hôm qua đó thì anh cũng có tham gia cái chương trình là chuyện ba người ở quán của anh Huy, thì anh thấy cái chương trình diễn ra như thế nào, anh chia sẻ với cô chú anh chị mình xíu luôn ạ. Anh thì nói chung là ở quê lên, nhưng mà thật chất mà thấy hồi hôm mà cái chương trình đó thì mình không ngờ là nó được như vậy luôn á. Dạ. Cái thứ nhất là mình thấy được cái sự nhiệt tình của khán giả dành cho Hồng Loan cũng như là cho Hồng Ly, mà mình chỉ là một cái người mà thọc ngang vô cái chương trình này thôi mà được mọi người yêu quý, là mình cảm thấy không có gì tả bằng lời được. Dạ. Đó là thật sự mình nói như vậy. Mình dùng cái từ thọc nghe nó bộ thốn quá vậy. Dùng cái từ khác từ thọc không? Không, tại vì mình muốn dùng cái từ thọc này luôn, cho nó có một cái tính chất gì mà nó như cái bên kia cũng dùng từ thọc như là đâm được không á? Dạ. Dùng cái từ này cho nó mạnh mẽ chút xíu. Đúng. Thì anh thấy chương trình là như vậy là quá tuyệt vời đúng không? Quá tuyệt vời. Dạ. Còn cái vấn đề mà khi mà vào quán cà phê của anh Huy Lê thì anh thấy nước uống có phù hợp không anh? Mình thì mình uống một ly cà phê sáng. Dạ. Nếu như mình để đánh giá cà phê á thì nó là một loại cà phê rất là ok. Tại vì mình cũng là sáng thường là mình uống cà phê. Nhưng mà cà phê mình uống thì hơi nhiều hơn ở đây. Làm chút chấm. Cà phê rất là đậm. Dạ. Ngon. Dạ. Ngày hôm qua thì có rất là nhiều khán giả cô chú anh chị yêu cầu anh Minh lên hát, thực sự là hôm qua là giao lưu rất là vui đó, có sự tham gia của anh Minh với lại vợ thì rất là vui nha cả nhà đó. Rồi bây giờ hỏi một khách nữa nè, một khách mời mà đã sao không hỏi chị tài, sao dạ. Không hỏi là của chị lên tham quan một cái gì có mặt. Dạ. Chị dạ, từ tới hỏi anh Tý đi, anh Tý hôm qua thì mấy cái chậu cây thì sao anh Tý? mấy chậu bông á, không biết là để đúng vị trí không mà để đó là quận Lê chữ quá. Hôm qua thì anh Tý thì đến hơi muộn nha, nhưng mà cũng rất vui với một cái bài hát là Người Hai Mặt, thật sự chung là cũng không ở trong chương trình. Dạ. Nhưng mà không khí ở quán cà phê đừng có đi xa mà giống như gia đình. Dạ. Tí mới giảm được vậy, trên sân khấu mà bự thì đâu dám giỡn gì đâu, đúng không? Lên hát thì nó vui đàng hoàng. Dạ. Còn này không khí như là gia đình. Dạ. Đó nên có thể vừa hát vừa giao lưu, vừa dụ như mà mọi người đi coi hát cũng có điều sẽ lên mà thể hiện được. Dạ. Đúng không? Đó nên ra thì Tí là quy định muốn tạo không khí như vậy để. Dạ. Tất cả mọi người ra đây là một điểm hẹn lý tưởng. Dạ. Mọi người nha. Dạ, cảm ơn. Hỏi nữa không? Dạ, dạ, bây giờ tới bộ show đi. Chuyển qua bộ show ạ. Bộ show anh Huy Lê thì thấy chương trình hôm qua thì thấy như thế nào anh Huy? Đầu tiên thì cháu Huy xin gửi chào tới tất cả các cô chú, các anh chị được chào trân trọng nhất. Dạ. Thật sự là cái chương trình hôm qua là ngoài sự mong đợi, có nghĩa là không ngờ là thực sự quá nhiều khán giả. À. Thì gần đây ngay cả ban đầu thì Huy cũng nói là một cái chương trình này là chủ yếu để cho những anh chị em nghệ sĩ mình có thể giao lưu gần gũi những người khán giả yêu thương mình. Yeah. Chứ không phải là mình một cái sân khấu hay là mình một cái phòng trà gì hết. Nên là khi mình lên một cái chương trình thì Quy vẫn phát ngôn động đó là có những tiết mục rất là đặc biệt và những người khách mời rất là đặc biệt, để khi mà khán giả đến với cái đêm giao lưu á thì có nhiều cung bậc cảm xúc. Yeah. Có nghĩa là Quy không muốn một miếng mọi thứ gì ăn hết, ngay cả bài vở cũng đâu có ai tập tuồng gì đâu. Có nghĩa là mình giống như là mình đến để giao lưu mà anh, chứ không phải là mình đến đây là để mình đứng trên một sân khấu để mình trình diễn. Đúng thì học vô. Đó, nên trong chương trình đó thì có nhiều cái mà là chương trình đặt cũng vậy, không thể nào mình gọi là hoàn mỹ hết, cũng không phải bị một cái chặt gì đó. Nếu có thì nguy như là anh đại diện cho tất cả các anh chị sẽ tham gia chương trình. Anh Huy
cứu anh chị mình hỏi và cũng như là góp ý với anh Huy như thế này nè. Chương trình ngày hôm qua đó quá là thành công, quá là hay, diễn ra rất là tốt luôn. Cô chú nói là một tháng anh Huy có thể tổ chức khoảng 2 lần 3 lần, hoặc là đây tới Tết tổ chức khoảng 3 lần nữa. Chứ là tính là bây giờ là mỗi buổi tổ chức 1 lần luôn. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều tổ chức hết. Tại vì nó hay quá. Dạ. Nói chung là những lời góp ý của khán giả là mình đều ghi nhận hết. Giống như là cái show vừa rồi, không có những khán giả góp ý là âm thanh chưa được hay. Đầu tiên đó là nguyên tắc không cần tiền. Hay là không qua làm thanh rất hay. Hay là tổ chức một chương trình mình cũng là cho ca sĩ mình xuống giao lưu gần hết với khán giả. Thì mình đã cố gắng như là tất cả mọi thứ. Có nghĩa là mình đều ghi nhận hết. Còn một vấn đề mà khán giả là muốn mình làm nhiều show hơn. Dạ, tôi cũng xin hứa là một tháng tôi sẽ làm 2 show để phục vụ, thứ nhất là phục vụ về cái giải trí cho tất cả các cô chú anh chị. Thứ hai nữa là để cho các cô chú anh chị hay gặp gỡ giao lưu với những người như thế. Dạ. Đó, thì một tháng tôi sẽ cố gắng làm 2 show. Có thể là 30 cái tháng người đang làm một cái show nữa. Đang hỏi ý của ca sĩ là diễn viên đó. Dạ, đang làm mà mini show Linh Tý, mà khi đến Linh Tý sao mà chứ. Chẳng hỏi luôn anh. Mini show. Chẳng hỏi luôn. Nếu mà bạn cho tôi vừa hát, vừa thảo phục, vừa siết, siết thủy nha. Siết thủy. Làm gì đó. Đó là lại còn không thể vô quý vị vô. Vô mua. Đó thì đó là những chia sẻ tôi sẽ cố gắng làm một show nữa. Cho phép là mình cắt cái lời đó tí, tại vì tí đó là có chương trình xích khỉ, mà tí đó là khỉ chưa mua. Nếu như mà có con khỉ mà từ Mỹ bay về, tính cái đồng ý khỉ bên Mỹ. Khỉ bên Mỹ. Thôi, bây giờ đồng ý con khác thôi. Dạ nghèo lắm á, nó mất công cấp đi xa cái lắm á. Nhiều khi khỉ nó già quá, diễn được. Diễn được hả? Khỉ trong sân khấu khó mà, khỉ bên Mỹ vậy. Nó xấu hơn khỉ ở sân khấu, cho nên là khỉ mà càng xấu thì được sự yêu mến nhiều hơn. Là 30 tháng 10 là mình sẽ có tí. Rồi phải hát nè. Cái gì? Diễn nè. Lần nào? 20 tháng 10. Có xí nè. 30 tháng 10. Phun lửa nè. 30 tháng 10. 30 tháng 10 hả? Sô tí hả? Lửa đốt cây lù la. Mình đi sô tí hả? Dạ. Hát cái quy gì tí? Hát cái quy gì mà mini show? Hát bài quy tình yêu. Rồi chị Trâm vô nè, sẵn hỏi chị Trâm sao mà hôm qua không có mặt chị Trâm nè. Quýnh lộn được không? Sao quýnh lộn vậy hả chị? Mắt đi quýnh lộn. Sao vậy? Quýnh lộn với ông tí, hôm qua ông thấy mặt ông tí bị bầm hả? Trời ơi. Ông tí ra mà mắt bầm, mũi bầm được tùm lum á. Ông ấy ở nhà bị quýnh lộn hả nên đâu có đi đâu. Nhà em là kiểu hạnh phúc bạo lực. Muốn hạnh phúc là phải bạo lực hả? Đúng rồi. Nói không nghe là sức giỏi. Muốn hạnh phúc mà phải có sóng gió á. Nếu mà im hai người nói chuyện với ai là chắc chắn là PD không. Mà đáng lý là tí thì có khi nào mà tí pha sữa rồi nghe uống rồi không? À, dạ. Không anh, tại vì cái đường ruột em yếu quá, em mà uống sữa cái này mãi chỉa liền. Quan trọng là anh có tay không vậy? Nói chung là tay không? Em có tay không? Có tay có chân không? Tay thì có rồi. Anh có tay thì qua đi. Nhà em đâu có bị liệt đâu. Vậy là chắc không có thích tí pha sữa hả? Không, muốn cái gì cái nè tí, để giùm cái coi. Vậy đó, chứ cái chồng ơi. Ôi nhẹ liền luôn á. Cái nhà này đã gọi là gia đình là hạnh phúc bạo lực. Chồng ơi mà phải thiệt chồng không chứ đây là vợ chồng thiệt đó. Nha, đang nghe là quảng cáo show đàng hoàng nha. Bà đâm chọt rồi đi. Thổng thổng mà. Mà ông thổng. Nói cái gì có kèm cho tôi hát không thì tôi mới cho là tôi cấp phép cho ông làm show. Đó buồn quá buồn. Không có ai mà làm live show mà ca sĩ lên hát karaoke á. Ca sĩ lên nhìn karaoke hát. Ca sĩ có trong chương trình nha. Bà là khách mời thì được. Dạ. Khách mời lên cầm điện thoại hát. Cầm điện thoại tôi hát. Thầy diễn viên mà là ca sĩ. Đúng rồi. Cầm điện thoại hát được. Quy em cầm điện thoại em hát được. Còn bà hát được thì bà nhảy. Bà nhảy được thì bà búng. Theo mình rất là tán đồng với ý kiến của Huy Lê để tổ chức một mini show
mình nói là mini show thì nó cũng hơi hoành tráng chút xíu, nhưng mà để tổ chức một cái buổi mà giao lưu những cái bài hát của Linh Tý sáng tác này, đó cũng rất là hay. Thì là cái thành của em đã có rồi, sau tí là em còn một cái show nữa. Là hết trái, một mí thôi. Dạ. Sau tí là 30 tháng 10, là 18 tháng 11 là tới em, sinh nhật em, là có show em, có show em. Dạ, okay. Ngày đó phải có anh Minh luôn nha. Mini show Linh Tý có anh xa Minh luôn lắm nha. Xa lắm, nhà người ta xa. Đó thì là... Kể lên, kể xuống không. Mà chia sẻ cho những khán giả, mà sợ là cái đêm hôm qua là rất là vui. Tất cả, từ ban tổ chức cho đến tất cả tham gia nghệ sĩ, ai cũng đều vui hết. Vui không phải là được là vui cái gì. Sự là các bạn cũng biết rồi, giống như mình là không bán cà phê, chủ yếu là để gặp gỡ giao lưu thôi. Vui là mình được gần những người khán giả yêu thương mình. Vui là các anh chị nghệ sĩ đứng ở trên hát mà được sự cổ vũ rất nhiệt tình của cô chú. Mà thấy Huy Lê bán chí rẻ quá. Dạ, em quá rẻ. Em cũng chia sẻ cho anh Minh kinh doanh này. Em làm ở đây không phải là mình kinh doanh. Dạ, mình làm cái chủ yếu là mình để cho có một cái giao lưu. Giống như là em nói anh đến một sân chơi. Dạ đúng rồi, một có một cái nè. Dạ cứ hàng tháng là hai ngày thì các khán giả hay cô chú không phải là những người ngay cả những ca sĩ đâu phải là fan hay là thích nhưng mà ở đây làm một cái vé như vậy thì mình có nghĩ là nó bị mất đi cái thương hiệu không? Dạ không, em không nghĩ mất thương hiệu mình có bị mất không mất thì cho khách sống tận cái nhân cách sống chứ không phải là mình bán vé mắc hay đẻ là mình bị ảnh hưởng. Tại vì chính bản thân anh cũng thấy là cái này như hình như là mình bán cái vé cao á, cái tầm của ca sĩ lên hay sao? Dạ không mà anh bán cao mà có bán được hay không? Bán không thì mình chơi nhiều, như mình bán không được thì mình tặng gì vậy? Dạ. Bán cao được thì mình tặng. Bán cao mà hát chặt vậy quên lời cũng vậy anh. Nhưng mà mình làm vậy tự nhiên mình tự khổ mà nói anh thấy gì? Sao vậy? Là mình chăm để sao mình thoải mái? Mình vui vậy? Thoải mái đây công lý với gia đình. Chứ mà bây giờ mà vậy, nói mình bây giờ mình muốn bán vé bao nhiêu cũng được là do mình hết. Nhưng mà mình bán có được hay không? Là cho không được. Món cái quán là còn thiếu máy lạnh thôi. Đây mình phải đặt máy lạnh hết. Đúng rồi. Mình bỏ máy lạnh. Bây giờ như này tổ chức cái show của Linh Tý xong đi ha. Dạ. Rồi tôi tổ chức một cái buổi họp fan vé là phải lúc đó là phải lên cỡ 2,5 triệu. Dạ. Nếu như mà vé mà 2,5 triệu là tôi không có tổ chức đâu đó. Tổ chức hả? Anh Minh họp fan hả? Anh Minh họp fan cái vé là anh nhiêu anh? Hả? Ít nhất là phải từ 800 trở lên. Trời ơi. Chứ còn mà vé mà kiểu 250 nó mất đi cái 800 là ghế súp rồi đó. Ghế VIP 2,5 triệu à. Thấp đúng không? Ghế cây thì là khác. Bây giờ nếu như mà cái bữa đó mà vé mà bán không được thì cứ yên tâm là mình sẽ sắp xếp cô ba cô tư rồi là người mua 10 vé là tặng cho bà con là vé sẽ được hết. Dạ anh giúp anh đọc fan anh làm quán em luôn hả? Ok. Dạ để em biết em cảm thấy là số tiền nó được cảm thấy là đàng hoàng. Ghế cao cao lên là cho dân đang ngồi ghế dài luôn nè. Vừa ngồi vừa nằm được. Vừa có thể ngủ luôn. Bên hôm nãy giờ anh em chia sẻ vui thôi. Thì cũng bút lại cái là 30 tháng 10. Dạ. Sau một cái lại làm một cái mini show để cái tí làm một cái đêm và để giao lưu những cô chú anh chị em những người nào mà yêu thương tí sẽ có một cái đêm để tí giao lưu và còn một số khách mời nữa. Khách mời thì để cho Huy sẽ thông báo sau với mọi người. Tại khách mời là biết câu hỏi ý tí nữa nên mời người nào để mình sắp xếp một bậc để cái buổi giao lưu cho nó đẹp nhất. Đó. Nhưng mà thật sự giá vé cũng không có mắc cho cả nhà. Nhiều khi còn rẻ hơn nữa. Có nghĩa là mình giao lưu là chủ yếu là vui thôi chứ không phải là mình kinh doanh. Đi show tí chắc vé chừng 70. 70 mà có xích kỹ nữa. Nếu như mà ông nói là vé ông 70 thì để tôi thầu. Dạ, thầu hả? Tôi thầu hết. Thầu hết luôn hả? Cảm ơn ý kiến nha. Đúng không? Bây giờ ông nói nha. Anh em lập tính cho tôi nha. 70 tôi thầu. Là một chuyện, bầu xô là chuyện khác nữa. Ủa, không biết nhưng mà bây giờ tôi thầu. Là một chuyện bầu xô chuyện khác nữa. Lỡ anh hốt lời. Ừ. Hút xa là gà chết thôi. Đúng không? Có nghĩa là khi mà bạn bán 70 thì em mới được thầu hết. Ừ. Bạn bán 7 triệu quyền quá hấp dẫn. Đúng rồi. Cái vé 70 là chưa bao gồm giữ xe nghe. Chưa bao gồm nước luôn.
chưa thấy rồi, chưa bao gồm nhiều lắm nha, chưa bao gồm, chưa muốn ghé luôn, chưa muốn ghé. Thật sự là khi mình đứng được cái chương trình em chia sẻ với mình, cảm ơn người là những chương trình em làm đây là thứ là để giao lưu, dạ thứ là để cho giao lưu với khán giả thôi, chứ phải là mình là một cái sân khấu, là phải nói sân khấu rất là gọn. Rồi khi mà làm loại sân khấu chống đồng á thì như là khác nè, chương trình với khác và cái cách biểu diễn cũng phải khác luôn. Đúng rồi, nó chuyên nghiệp đó là đưa một sân khấu lớn, phải không? Phải là mình có nên phải là mình phải tôn trọng khán giả. Ví dụ cà phê ngay cả tại sao em vẫn lên nước, em vẫn nói là chỗ ngồi của em nó hơi bị khó ngồi, tại của em là quán cà phê chứ phải là phòng trà hay là sân khấu, nên mà quý vị khán giả mà có lỡ chỗ đây có ngồi nó hơi bị chật một chút xíu thì cũng phải thông cảm được cho em. Giờ mình lấy mấy cái trụ tụt không có đó, mình đánh ra ngoài đây nè, để khi mà khách vừa coi ca nhạc rồi giải trí luôn, giữa bài lên tụt luôn đấy. Có khán giả nó thấy như vậy nè Huy, là nó là chương trình của mình á, là nếu mà tổ chức sau này á thì nó sẽ đăng xen kết hợp nhiều tiết mục, như là có bolero, có cải lương và có hài, nó sẽ nhiều cái màu sắc hơn cho cô chú chị mình thay đổi. À có hài nha. Dạ có hài nữa. Không, anh định rất là cái này luôn đó. À, góp ý là Nguyên đúng, có nghĩa là cái đó là sân khấu đó. Còn ở đây mình là gặp gỡ giao lưu đó khác. Cái đó là mà quý vị khán giả góp ý, cái đó là đúng, là theo một cái chương trình tập kỹ là ở sân khấu mình mới làm được những lời đó. Dạ, các bạn cũng là để chia sẻ cho cả nhà hiểu. Còn ví dụ mà đêm nhạc, ví dụ tí bằng mini show tí thì tí có những cái chuyên môn là về diễn viên nè, về hài thì tí có thể tính ghép vô hay bằng múa lửa là sáng là biết luôn, hay là tí là một tiết mục gì đó thì người ta đặt cho tí phải là một tạo cái tiết mục đó. Đúng rồi, tí phải làm mini show 30 mình là tí phải là một cái bản kịch là của anh em đóng với nhau, tức là mini show tí để cho tí tự ra một cái tiết mục đó mình tôn trọng lịch sử. Còn khán giả mà góp ý là mình có bolero, có hài thì đối với đó là tặng kỹ. Dạ. Tặng kỹ đó thì mình có làm được ngoài sân khấu chống đồng thôi. Dạ, nghe lớn. Còn ở đây vẫn được, nhưng mà mình làm nó sẽ không ra, nó rất là kỳ. Dạ. Ở đây mình chỉ là gặp gỡ giao lưu tự nhiên những người khán giả yêu thương thôi, nên cả nhà cũng thông cảm là cái vấn đề đó. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Huy ha. Dạ. Cảm ơn anh Tý và cảm ơn anh Lê Minh. Có cho anh. Chúc cho ba anh luôn nhiều sức khỏe và cũng như là đem tới cho khán giả những cái tiết mục hay hơn và vui hơn nha. Ok, em chào ba anh ạ. Cảm ơn em đã cho anh ăn cơm.